Wow. Và đây là sân vận động Tây Ninh. Đây. Cái sạch đâu? Súp giày ra luôn hả? Cái sạch đâu? Súp giày luôn hả? Tôi là Thi Freestyle. Hello cả nhà, video clip hôm nay là chuyến đi đá bóng giao hữu 11 người tại Tây Ninh cùng với mấy anh em đội Rio United. Lát nữa mình sẽ nói rõ hơn về đội này nha. Cả đội đã cùng nhau xuất phát từ Sài Gòn và đã hạ cánh tại Tây Ninh lúc 12 giờ. Ăn cơm, ngủ nghỉ các kiểu xong, 13 giờ đã có mặt tại sân vận động Tây Ninh nè. Và đây là lần đầu tiên mình đá banh tại sân vận động Tây Ninh nha anh em. Đây là lối vào sân bóng. Chà, đằng kia là backdrop của một giải đấu có vẻ đã diễn ra từ lâu. Hiện tại ở sân này có diễn ra giải đấu nào không ta? Anh em nào biết thả cho mình cái comment nào. À quên, mình đang mặc áo polo di chuyển của đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2023 đó nha. Wow. Và đây là sân vận động Tây Ninh. Hello anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của Thầy Soccer. Hôm nay mình đi cùng với đội Rio United. Đá giao hữu với đối nào thì lát nữa anh em sẽ biết nha. Nghe nói là đội giải thể rồi. Nhưng mà sân vận động thì cũng khá ổn hơn một số sân mà mình đã từng đi. Và đây là toàn cảnh khán đài A nhìn từ góc nhìn của mình nha anh em. Thấy được chữ Tây Ninh màu xanh trên hàng ghế. Ra đến giữa sân. Mặt cỏ vẫn còn khá ổn đó nha anh em. Thấy nó có hơi cũ một tí nhưng được cái là bằng phẳng không lồi lõm. So với các đội V-League thì mặt cỏ này, cỏ lá gừng này sẽ không bằng rất nhiều sân đang đá V-League. Nhưng mà với đá phong trào thì mình nghĩ chắc như vậy đủ chơi rồi. 4 dàn đèn có thể đá đêm được. Ghế trên này bị chóc sơn nhưng vẫn ngồi được. Nhìn xa thì không nhận ra nha anh em. Khu ban huấn luyện ở đây. Còn khu VIP thì chùm mền khá lâu và khá là bụi bặm. Khán đài bên kia thì dĩ nhiên không có ghế rồi. Hai phía sau lưng thì không có khán đài luôn. Chỉ có một khán đài B bên kia thôi. Và đây là bảng tỷ số. Không biết có gì để mà lật nữa. Ok, review sân như vậy có được không anh em? Thấy hay thì thả cho mình cái comment đi nào. Đây là áo thi đấu mình ngày hôm nay. Số 19 nha anh em. View từ sân có thể thấy núi Bà Đen đằng xa. Hôm đào nào chạy marathon núi mới được. Đây là dàn ghế ban huấn luyện. Có chỗ ngồi là vui rồi anh em ơi. Thay vậy thôi. Sẵn đây, ai quan tâm cái vớ trắng giống mình thì link trong phần mô tả nha. Đội Rio United cũng bài bản nên mang vớ cao thi đấu nhìn cho nó chuyên nghiệp. Mỗi người tự chuẩn bị cho mình một đôi vớ quen thuộc để giữ cảm giác, sau đó đeo cái vớ ống này vào. Mình thấy cái này hay á, chứ mang nguyên đôi vớ dài, cảm giác sẽ không quen thuộc. Nó sẽ làm mình khó chịu, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu. Ok. Mang về xong. Cởi đồng hồ. FC Rio United là đội bóng phong trào được thành lập năm 2018 bởi Cường Caric, Vũ Nervo và Tuấn Kiệt. Thành viên trong đội hầu hết là anh em đam mê bóng đá sinh năm 9X và 2K. Một số ít thành viên trong đội đã từng trải qua môi trường ăn tập chuyên nghiệp. Số còn lại cũng có nhiều cầu thủ thường hay đá phủi đó đây. Nhưng đó là tổ cứng, tổ chính của đội thôi nha. Đội vẫn có một số anh em trẻ, mới vẫn còn yếu, cần nhiều thời gian để phát triển. Ô la la, đối thủ và cũng là đội chủ nhà đây rồi. Đó là Lana FC. Một đội bóng có tiếng tại Tây Ninh. Theo mình quan sát thấy và cũng được biết thì đội này gồm các anh em lão tướng, cựu tuyển thủ và cán bộ ban ngành của trung tâm bóng đá Tây Ninh. Cha cha, đối xịn. Anh trọng tài, em đá cái trận banh này em có quay làm clip trên YouTube á, em đeo cái camera trên đầu. Không ảnh hưởng gì đến ai hết. Chỉ là em không đánh đầu được thôi. Rồi. Không rồi, sao nha. Rồi, cháu anh. Sẵn kể thêm về trang phục thi đấu trong trận này nha. Đó là trang phục thi đấu mang thương hiệu Side Sport, đơn vị đồng hành tài trợ 100% trang phục cho Rio United FC trong 3 năm qua. Ok, và giờ là giveaway. Câu hỏi như sau, anh em hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình về 3 bàn thắng mà mình quay được trong trận ngày hôm nay. Mình sẽ tặng ngay một set đồ của Rio United cho anh em nào có câu trả lời hay nhất.
điểm danh thành viên trong đội trong chuyến đi lần này từ phải sang trái nè. Thịnh Bell, Hà Bell La, Hậu Foden, Campola, Cường Caric, Nấm, Thanh Hải, Vũ Novo, Long Đỏ, Anh Nam. Người ngồi cột dậy là Kỳ, thủ môn Anh Kiệt, Nhàn Đại Đế, Lãm Cà Mau và Hiếu Nhỏ. Chết tôi, suýt quên ông ngoại bên này, Mboma. Trời ơi, có cầu này gánh tim thì còn phải lo gì nữa. Rồi, vô. 1, 2, 3, Rio. Dạ. Dạ. Đội bạn lão tướng có, trẻ có, đúng là tinh hoa hội tụ nha anh em. Vô vô, làm kiểu ảnh rồi đá nè. Chà chà, đội bạn đập nhã một chạm gọn gàng dữ chơi. Kiểu này dí đã luôn nè. Mười bốn giờ 30 chiều, nắng cháy da cháy thịt luôn anh em ơi. Thịnh. Đồng đội chọt khe một cái, chạy muốn rớt quần. Mặc dù đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, nhưng đội mình lại là đội có cơ hội trước. Bị được hậu. Hậu. Lãm. Nhanh. Nhàn Đại Đế có pha thoát xuống tốt, không miệt vị, nhưng đường căng ngang do Long Đỏ đã bị khóa. Hậu. Tự lực. Dạ. Cú sút của hậu Foden quá dễ với thủ môn đội bạn. Lấy bóng à. Wow, cầu ngoại bên này đúng là có khác, khỏe quá trời khỏe luôn. Cắt đường banh này quá dễ dàng. Em ơi, inside. Ok. Lấy em bóng à. Yeah, ok, tốt nha. Tính ra đội mình lại có nhiều cơ hội hơn đội bạn ngay từ đầu trận. Wow, đội bạn sút chơi banh ác thiệt chứ. Đẳng cấp của đội chủ nhà đã lên tiếng ngay từ cơ hội đầu tiên. Anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh nha. Tính chọc khe cho Nhàn Đại Đế, nhưng cánh này đông quá, bị bắt bài hết rồi, đành phải chuyển cánh thôi. Đồng đội chuyển cánh là quyết định quá hợp lý, nhưng cú đá bằng chân trái của Hiếu Nhỏ là không ăn thua. Bắt bài Nhàn ơi. Tốt bèo. Dã man, nãy giờ toàn chạy dưới bóng không, không chạm nổi quả bóng luôn á. Pressing cướp bóng bên phần sân của đội bạn là điều hết sức khó. Đập nhã ban bật cỡ này thì nói gì nữa giờ anh em. Phù, phạm lỗi rồi. Một pha bóng lăn xả của thủ môn Tuấn Kiệt. Tranh thủ ra uống miếng nước anh em ơi. Nắng quá, đã khô hết cả cổ họng. Đợi hậu. Đợi biên hậu. Đội bên mình thì không ban bật một chạm được giống như mấy anh bên kia, nhưng vẫn đều đặn tìm ra hướng đến khung thành của đội bạn. Ê!
Ok anh. Thôi xong, mình xin miễn bình luận về cú đá này của Thịnh Bell nha anh em. Thủ môn Tuấn Kiệt lại lăn xả, không là thua thêm trái nữa rồi. Ok nha. Lana FC rõ ràng là đội kiểm soát bóng tốt hơn bên mình nhiều. Pha cắt bóng tốt của Ngô Văn Kỳ, bây giờ thì phản công nào. Thôi tiêu, giờ mà chọt khe là chậm mất rồi. Nhàn đại đế đã ở trong tư thế việt vị. Đây. Yeah, phá bẫy việt vị thành công. Cú đặt lòng quá hiểm của nhàn đại đế. Và trước đó là đường kiến tạo quá xịn từ Lãm Cà Mau. Anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh nha. Coi chụp, giữ người lại, ok. Đồng đội chống bức tường tốt, đội bạn buộc phải quay về. Xong. Một chạm. Ông ba. Hô một tiếng là bóng được đưa đến tận chân. Hảo đồng đội. Tốt lắm. Một cú sút từ rất xa của Lãm Cà Mau, nhưng bóng đi hơi cao. Một chạm. Khó. Chà chà, lực chân mạnh dữ. Biên trái chuyền một phát qua biên phải luôn. Bỏ được nhanh. Rõ được nhanh. Đi. Ê. Trời ơi, dứt điểm sớm quá. Nhấn thêm cái nữa ngon hơn. Sợ. Lại thêm một cú sút xa nữa. Và lần này là cú đá của Emboma. Thủ môn người ta xịn lắm nha. Đá vậy là không ăn thua đâu. Các anh số 12 này nhìn có vẻ lớn tuổi. Thấy mấy người trẻ xung quanh hay gọi là thầy. Đá rất là chắc chắn và đơn giản. Làm banh thì khỏi nói. Nãy giờ có mấy pha chọt khe hơi bị đỉnh. Mới nhắc là có luôn nè. Đá biên. Ok. Khung thành đã bỏ trống. May là đội bạn dứt điểm ra ngoài. Dừng về Tùng ơi, dừng về Tùng ơi. Dừng về lấy bóng. Theo mình quan sát nãy giờ, người có tiếng nói nhất bên Lana FC là cầu thủ số 12 này. Bản thân mình cũng hay mặc số 12, nhưng sao khác quá. Theo mình tìm hiểu và được biết, đây là anh Tùng, phó giám đốc trung tâm bóng đá tỉnh Tây Ninh. Bước qua nha, bước qua nha. Pha dứt điểm tương đối dễ với thủ môn Tuấn Kiệt. Hay da, đường chuyền hơi sâu. Anh Tùng số 12 đã rời sân, thay thế là một lão tướng khác mang áo số 10. Nhìn cách dắt bóng là biết cầu xịn rồi đó nha anh em. La lên. Chân nè.
Chà, số 10 vừa vào sân là tính đá phạt góc ghi bàn luôn nè. May mà thủ môn Tuấn Kiệt đã rất cảnh giác nha. Hết hiệp 1. Kết thúc hiệp 1, tỷ số hiện tại ở đang là 2 đều. Sorry anh em, vì trận này mình không thể quay được hết tất cả các bàn thắng. Trời nắng nóng quá, máy quay cứ bị overheat. Thêm vào đó cũng không đủ pin do thời lượng một hiệp trong sân 11 quá dài. Cứ bị dẫn trước rồi gỡ, dẫn trước rồi gỡ. Mấy lão tướng mình đó bàn bật ghê quá. Muốn lấy trái banh ở phía trên hơi bị khó. Thôi cố gắng nha. Hiểu. Đường truyền hơi gãy nhưng mình vẫn quay đầu kịp. Anh số 2 nhìn hơi nhỏ con nhưng không phải dạng vừa đâu nha anh em. Rồi bỏ vô giữa Hiếu. Mới vô hiệp 2 có tí xíu mà mệt quá mệt, thở quá thở. Hiểu được. Xà lưng Hiếu. Banh về được. Banh về được. Vô. Vô. Vũ Nơ Vồ chuyền sớm tí là ngon lành luôn. Ôi chết ơi. Chà chà, số 10 phất đường banh quá đẳng cấp. Tuy nhiên, đồng đội của anh ấy lại không được như vậy. Chết tôi. Lúc này anh Nam từ trung vệ đã xuống bắt gôn rồi. Thủ môn Tuấn Kiệt ra nghỉ. À quên nữa, giữa Cường Caric và Vũ Nervo dạo sau này làm quản lý và coach đội là chính. Chứ ít khi đá lắm nha anh em. Anh số 10 chọc khe toàn xịn sò. Nhưng trung vệ Emboma bên mình thì khóa hết mọi nẻo đường. Giả man, bàn bột một chạm, ghê thiệt. Hậu Foden bị phạm lỗi trong vòng cấm, đội mình được hưởng một quả penalty. Chơi sạch đâu? Súp dày vậy luôn hả? Chơi sạch đâu? Súp dày luôn hả? Chơi sạch đâu? Chơi sạch đâu? Chơi sạch đâu? Sạch căng ơi, sạch căng ơi. Ok. Wow, Campbola mang chai xịt lạnh vào sơ cứu chữa đau liền. Rio United quá xịn, anh em cho chàng phó tay nào. Kéo vô hả? Và người đứng trước bóng đó là Nhàn Đại Đế. À. Ok. Xích tí bắt chúng rồi. Thủ môn bên Lana FC trong hiệp 2 là một anh lão tướng chứ không phải là anh thủ môn trong hiệp 1 nữa. Không là Miss Ben nha Nhàn ơi. À mà lúc này ghiền quá nên muốn skill tí xíu, anh em thông cảm nghe. Xin tụt quần xin lỗi. Một chạm Nhàn, Nhàn. Giữ cái lại đi. Sai rồi. Đúng gì vậy? Đúng gì vậy? Lọt về luôn. À, chấm ngay con. Sao sao? Cú sút của Hiếu nhỏ không làm khó được anh thủ môn lão tướng bên Lana FC. Hiếu ơi, giữ lại chơi Hiếu. Anh số 10 này chia bài tốt lắm, mà nãy giờ mình không quay được nhiều. Tiếc quá tiếc anh em ơi. Coi mấy đường phất bóng của anh là ghiền luôn đó nha anh em. Thank you.
Vỗ trước mặt. Rồi rồi rồi, lại 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 lại, bỏ Vũ. Ok Vũ ơi. Đây. Một chạm. Thủ em Buma. Cường. Hậu được. Phân. Từ từ Cường. Từ Cường. Đường cho khe khá tốt của Cường Caric nhưng bị trung vệ đội bạn bắt bài. Bước ra Cường. Kết thúc trận đấu, chiến thắng với tỷ số 5-4. Rồi, cảm ơn trọng tài. Rồi. Ok, tốt lắm, có bạn luôn. Ok. Yeah. Rồi, cảm ơn. Nếu anh em thấy trận này hay thì thả cho mình một like, đăng ký kênh nha. Hay da, một trận có 9 bàn thắng mà mình chỉ lưu trữ được khoảnh khắc của 3 bàn thôi. Trận sau sẽ cố gắng lấy đầy đủ hơn. Sorry cả nhà nha. Trước khi rời đi, mình tranh thủ mua ít skill tại sân vận động Tây Ninh nè. Coi như có một clip kỷ niệm tân banh tại sân. Và hôm nay xem sẽ có skill gì nào. The Chop. Nghịch đảo của The Chop. Electrical. Wow, tổ hợp này giống tổ hợp huyền thoại của Ronaldo quá. Tân banh này. ATV kép, hai cái, suýt tí nữa rớt banh. Hộp kết, focus, step over, Ripton. Kini, ATV kép. Thôi như vậy được rồi. 16:30 chiều, trời đẹp quá cả nhà ơi. Tham này đá banh mới là lý tưởng nè. Và đây là đế giày của mình sau trận đấu nè. Giả mang, không có một miếng đất luôn. Chứng tỏ là mặt sân của sân vận động Tây Ninh quá đẹp. Giờ thì cả đội Rio sẽ cùng nhau ra quán với mấy anh em đội Lana FC. Đá banh mà không có mấy màn cụm ly sau trận đấu thì buồn chết đúng không cả nhà. Tiệc này là bên Lana FC, mời bên đội mình. Cảm ơn anh em Lana FC rất nhiều. Hôm nào có dịp lên Sài Gòn, em mời lại nhé. Cái này về sao ăn tan luôn á hả? Henneken lon nhỏ. Này một hơi là hết lon rồi. Phải không? Này một hơi là hết lâu rồi. Ồ, giờ này quay sáu phòng dữ ta. Bò Tây Ninh. Anh ở đây là quán gì? Để chấm gì ta? Mắm đen cũng được. Mới đây à? Mới mở đến được 10 ngày à? Quá trời quá đất luôn. Nhìn nồi lẩu và đống xương tủy là thấy đã quá rồi anh em ơi. Cả nhà có ai đi Tây Ninh thì có thể ghé qua quán Út Quý, đường Huỳnh Tuấn Phát giao với hẻm 19 nha.